Video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn 10 tính năng hay và hữu ích khi mà các bạn sở hữu và sử dụng một chiếc điện thoại iPhone. Và video này của mình thì có thể thời lượng sẽ hơi dài, các bạn có thể vui lòng xem hết video này của mình. Mình sẽ tổng hợp những tính năng hay mà có mặt ở trên chiếc điện thoại iPhone. Và tính năng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu ở trong video ngày hôm nay đó là khi các bạn sở hữu một chiếc điện thoại iPhone, các bạn nên bật cái tính năng màn hình tối ở trên điện thoại iPhone lên bằng cách là chúng ta vào phần cài đặt. Các bạn tìm đến phần là màn hình và độ sáng. Ở đây nó sẽ có một cái mục đó là giao diện màn hình tối. Thì cái tính năng giao diện màn hình tối này nó sẽ giúp các bạn hai thứ. Đầu tiên là nó sẽ giúp các bạn có thể tiết kiệm pin và kéo dài thời gian sử dụng pin ở trên chiếc điện thoại iPhone của các bạn. Bởi vì từ thế hệ iPhone X, Apple đã sử dụng công nghệ màn hình mới, đó là công nghệ màn hình OLED do Samsung sản xuất và sau này được những nhà sản xuất khác sản xuất. Và với công nghệ màn hình OLED thì khi các bạn để giao diện màn hình tối, nó sẽ gần như là không tiêu tốn năng lượng và nó sẽ giúp cho pin của các bạn được kéo dài thời gian sử dụng và cái tuổi thọ pin sẽ được nâng cao. Cũng như là chúng ta sẽ được bảo vệ mắt khi mà các bạn sử dụng điện thoại vào buổi tối. Các bạn nên bật tính năng này lên. Tính năng thứ hai là tính năng ở trên chiếc điện thoại iPhone từ thế hệ iPhone X trở lên. Tại sao mình lại nói là từ thế hệ iPhone X trở lên? Bởi vì đây là thiết bị đầu tiên mà Apple kỷ niệm và cũng như là đánh dấu 10 năm ra mắt và giới thiệu chiếc điện thoại iPhone đầu tiên. Và Apple đã thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi về thiết kế cũng như là những tính năng ở trên chiếc điện thoại iPhone X này. Và điển hình chính là cái công nghệ màn hình tràn viền, bỏ đi hoàn toàn các cái nút vật lý ở trên màn hình. Và chúng ta sẽ sử dụng một công nghệ bảo mật mới thay cho cảm biến vân tay cũ có tên là Face ID. Và với cái công nghệ này thì khi mà các bạn sử dụng những thiết bị mà có cảm biến khuôn mặt Face ID thì các bạn sẽ gặp một cái tình trạng đó là khi có người gọi điện đến thì cái nhạc chuông của các bạn nó sẽ nhỏ dần. Và cái video và cái tính năng đó, trước đây mình đã làm rất nhiều video để hướng dẫn các bạn cách khắc phục, thì cái tính năng đó nó sẽ nằm ở trong cái mục là Face ID và mật mã. Các bạn chọn vào đây. Các bạn sẽ vào phần Face ID và mật mã. Tiếp theo các bạn sẽ vuốt lên. Các bạn sẽ tắt cái tính năng nhận biết sự chú ý. Các bạn tắt cái tính năng này. Thì khi các bạn tắt cái tính năng này thì chúng ta sẽ khắc phục hoàn toàn được cái sự cố. Đó là nhạc chuông điện thoại iPhone nó sẽ bị nhỏ dần khi mà các bạn có người gọi đến. Tính năng thứ ba mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó là khi các bạn ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone, các bạn bật sáng màn hình lên. Khi điện thoại chưa được mở khóa, các bạn vẫn có thể vuốt xuống để truy cập nhanh vào trung tâm điều khiển, trung tâm thông báo như thế này. Thì với cái việc các bạn ở bên ngoài màn hình khóa, các bạn thấy là mình chưa mở khóa điện thoại iPhone. Tuy nhiên thì bên ngoài màn hình khóa mình vẫn có thể cài đặt một số những tính năng cơ bản cho điện thoại như là tăng giảm độ sáng, tăng giảm âm lượng, bật tắt những kết nối như là bật chế độ máy bay, bật tắt Wi-Fi, dữ liệu di động cũng như là những kết nối Bluetooth và tính năng AirDrop cũng như là bật điểm truy cập cá nhân, phát Wi-Fi từ mạng di động và một số những tính năng khác mình có thể truy cập được vào. Và trong trường hợp chúng ta bị mất máy thì đối tượng xấu mặc dù chưa mở được điện thoại của chúng ta vẫn có thể vào phần trung tâm điều khiển để tắt nhanh những cái cài đặt, có thể là bật chế độ máy bay để chúng ta không gọi điện và cũng như là không xác định được vị trí của chiếc điện thoại bị mất. Thì để tắt được tính năng này, các bạn sẽ không cho phép truy cập vào trung tâm điều khiển ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone. Các bạn sẽ vào phần cài đặt, tiếp tục tìm đến phần Face ID và mật mã, nhập mật khẩu mở khóa điện thoại iPhone. Sau đó các bạn vuốt lên. Ở trong cái phần là cho phép truy cập khi bị khóa, các bạn sẽ tắt những cái phần là trung tâm thông báo và trung tâm điều khiển đi. Lúc này thì bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone khi chưa được mở khóa thì chúng ta sẽ không thể nào truy cập nhanh vào trung tâm thông báo và trung tâm điều khiển được nữa. Và chỉ khi nào các bạn mở khóa điện thoại, các bạn nhập đúng mật khẩu hoặc có khuôn mặt Face ID thì các bạn sẽ truy cập được vào trung tâm điều khiển cũng như là trung tâm thông báo. Tính năng thứ 5 mà các bạn đang sử dụng điện thoại iPhone có thể sử dụng đó là chúng ta có thể cài đặt cùng một lúc nhiều hình nền sử dụng cho màn hình khóa cũng như là màn hình chính đối với điện thoại iPhone. Và mỗi lần các bạn chạm vào màn hình thì nó sẽ thay đổi cho các bạn sang một cái hình nền mới. Hoặc là các bạn cũng có thể là cài đặt những cái tính năng như là thay đổi sau 1 giờ
hoặc là thay đổi sau một ngày. Và để cài đặt và sử dụng được tính năng này đối với điện thoại iPhone, chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Ở đây các bạn chọn vào phần là hình nền. Ở trong phần hình nền, các bạn chọn vào phần thêm hình nền mới. Trong phần thêm hình nền mới, các bạn chọn vào mục là xáo trộn ảnh. Ở đây điện thoại iPhone sẽ gợi ý cho các bạn một vài chủ đề, như là nó sẽ sắp xếp những cái hình ảnh có mặt ở trên điện thoại iPhone của các bạn có hình người hoặc là thiên nhiên, hoặc các bạn có thể sắp xếp theo phần album. Hoặc nếu các bạn muốn chọn thủ công, các bạn có thể chọn vào phần là chọn ảnh thủ công và các bạn sẽ chọn vào mục là tần suất xáo trộn. Ở đây các bạn có thể chọn là khi chạm vào, khi khóa, hàng giờ và hàng ngày. Mình sẽ chọn là khi chạm. Và nếu như mà mình muốn chọn ảnh thủ công, mình chọn là phần chọn ảnh thủ công. Ở đây nó cũng sẽ chia cho mình vào phần là tất cả các ảnh, những ảnh nổi bật, những ảnh có hình người và ảnh thiên nhiên. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn ảnh có hình người, mình sẽ chọn nhiều bức ảnh cùng một lúc. Sau đó mình chọn là phần thêm. Tiếp theo mình sẽ điều chỉnh màn hình chính điện thoại iPhone để sao cho nó phù hợp với hình nền và mình chọn là phần thêm một lần nữa. Ở đây mình sẽ chọn là phần tùy chỉnh màn hình chính. Mình tắt chế độ làm mờ đi để hình nền được hiển thị ở bên trong màn hình chính. Mình chọn là phần xong. Bây giờ mình thoát ra ngoài. Mình đã thay đổi được hình nền điện thoại iPhone thành công. Và mỗi lần là mình tắt màn hình đi, mình bật khóa màn hình lên, mình chạm vào, lập tức điện thoại iPhone sẽ thay đổi cho mình sang một hình nền mới. Và hình nền này sẽ được đặt ở bên trong màn hình chính luôn khi các bạn mở khóa lên. Và tính năng thứ 6 mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó là nếu như các bạn muốn tắt cái tính năng tự động cập nhật phần mềm và gợi ý cái phiên bản iOS mới sử dụng trên điện thoại iPhone để phù hợp với cấu hình và đảm bảo cho máy của các bạn có thể chạy mượt mà nhất. Các bạn có thể tắt cái tính năng tự động cập nhật phần mềm đối với điện thoại iPhone bằng cách là chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Các bạn tìm đến mục cài đặt chung. Ở trong mục cài đặt chung này, chúng ta sẽ tìm đến mục là cập nhật phần mềm. Và trong mục tự động cập nhật, các bạn sẽ tắt ba cái phần này nếu nó đang được bật. Đó là bản cập nhật iOS, phản hồi bảo mật và tệp hệ thống cũng như là tự động tải về bản cập nhật mới. Các bạn sẽ lần lượt tắt ba tính năng này. Như vậy thì điện thoại iPhone nó sẽ không tự động tải xuống cái phiên bản hệ điều hành cập nhật iOS mới và cài đặt ở trên máy điện thoại iPhone của chúng ta. Tính năng thứ 7 mà mình muốn giới thiệu trong video đó là các bạn có thể hiển thị và cài đặt được lịch âm ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone. Và với cái tính năng này, các bạn cần phải làm một số những cái bước như sau. Đối với điện thoại iPhone, các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là lịch âm và lịch Việt 2024 ở trên cửa hàng là App Store. Sau đó các bạn sẽ tắt màn hình. Lúc này ở trong giao diện tùy chỉnh màn hình khóa đối với điện thoại iPhone, các bạn nhấn vào phần dấu cộng thêm tiện ích và các bạn chọn là phần lịch âm để hiển thị. Sau đó các bạn nhấn vào phần xong và các bạn vuốt ra ngoài. Lúc này thì điện thoại iPhone của các bạn nó sẽ hiển thị lịch âm ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone. Và kể cả là điện thoại các bạn chưa được mở khóa, chúng ta vẫn có thể dễ dàng xem được lịch âm hiển thị ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone. Tính năng thứ 8 mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó là các bạn sẽ tắt hoặc bật cái tính năng tự động tăng giảm độ sáng đối với màn hình điện thoại iPhone. Và cái này là một cái phần thay đổi nữa. Đối với những thiết bị mới thì Apple đã thay đổi cái vị trí để các bạn có thể cài đặt được cái tính năng tự động tăng giảm độ sáng đối với màn hình điện thoại iPhone. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Tiếp tục các bạn chọn đến phần là trợ năng. Ở trong phần trợ năng các bạn vuốt lên và tìm đến cho mình cái mục là màn hình và cỡ chữ. Ở trong mục màn hình và cỡ chữ, các bạn sẽ vuốt lên tìm đến mục cuối. Nó sẽ có cái mục là độ sáng tự động. Các bạn muốn tắt hoặc là bật cái tính năng này, chúng ta sẽ bật tắt ở đây. Và khi các bạn bật tắt thì nó sẽ có cái dòng thông báo là tắt độ sáng tự động có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin và hiệu năng màn hình lâu dài. Các bạn có thể cân nhắc để bật hoặc là tắt cái tính năng này. Và lưu ý đối với điện thoại iPhone, kể cả các bạn tắt cái tính năng tự động tăng giảm độ sáng đối với màn hình thì nó cũng sẽ tự động giảm độ sáng màn hình xuống nếu các bạn sử dụng điện thoại ở ngoài trời
và điện thoại của các bạn bị nóng lên trong quá trình các bạn sử dụng. Và những cái tác vụ chính làm cho điện thoại nhanh nóng lên đó là các bạn sẽ quay camera video liên tục hoặc là các bạn chơi game, thì máy nó nóng lên thì nó sẽ tự động giảm độ sáng màn hình xuống, và cái này các bạn không điều chỉnh được. Và tính năng thứ 9 mà mình muốn giới thiệu đó là các bạn có thể tắt cái phần hiển thị để thay đổi và cũng như là truy cập vào tài khoản Apple ID iCloud ở trên chiếc điện thoại iPhone của các bạn. Đầu tiên mình sẽ vào phần cài đặt. Mình sẽ quay lại phần cài đặt chung. Lúc này thì cái phần tài khoản Apple ID iCloud của mình đang được hiển thị như thế này. Mình có thể bấm vào. Thì khi mình bấm vào, mình có thể thay đổi được những cái thông tin liên quan đến tài khoản Apple ID iCloud, như là mình có thể đổi được mật khẩu và mình có thể xem được những thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản Apple ID của mình. Bây giờ mình muốn tắt hiển thị cái phần này, có nghĩa là mình sẽ không cho phép truy cập vào đây nữa. Thì mình sẽ làm như sau. Đối với điện thoại iPhone, các bạn tìm đến phần thời gian sử dụng. Ở trong phần thời gian sử dụng, các bạn chọn là phần là bật giới hạn. Ở đây các bạn sẽ chọn là phần là bật giới hạn và các bạn vuốt lên. Tìm đến mục cho phép thay đổi đối với mật mã và Face ID cũng như là tài khoản, các bạn bấm vào. Chọn là phần không cho phép. Lúc này các bạn cần phải nhập mã dự phòng vào. Tiếp theo chúng ta vào phần tài khoản, cũng chọn là phần không cho phép. Bây giờ các bạn quay trở lại phần cài đặt. Khi các bạn quay lại phần cài đặt thì tài khoản Apple ID sẽ được làm mờ đi và chúng ta sẽ không bấm vào để truy cập được vào tài khoản Apple ID iCloud ở trên thiết bị điện thoại iPhone này nữa. Và như vậy thì người khác sẽ không thể nào mà vào đây để xem cũng như là thay đổi mật khẩu tài khoản Apple ID của các bạn. Và tính năng thứ 10 mình muốn giới thiệu và chia sẻ trong video ngày hôm nay đó là các bạn có thể tắt hiển thị cái phần thông báo ở bên ngoài màn hình khóa đối với điện thoại iPhone. Ví dụ như các bạn sử dụng những mạng xã hội như là Zalo, Facebook hoặc là Messenger, các bạn nhắn tin với bạn bè và khi có tin nhắn đến thì ở bên ngoài màn hình khóa nó sẽ hiển thị cái nội dung tin nhắn. Và các bạn không muốn nó hiển thị nội dung tin nhắn thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ quay lại phần cài đặt đối với điện thoại iPhone và các bạn sẽ tìm đến mục là thông báo. Ở trong mục thông báo này các bạn tìm đến phần đó là hiển thị bạn xem trước đối với màn hình khóa và các bạn chọn là phần là không. Khi đó thì chúng ta sẽ không hiển thị nội dung thông báo khi các bạn có nội dung thông báo ở bên ngoài màn hình chính trên điện thoại iPhone, và khi nào mà các bạn bấm trực tiếp vào ứng dụng thì các bạn mới có thể xem được. Thì với cái cách này nó sẽ giúp chúng ta có thể bảo mật những thông tin cá nhân khi mà các bạn có tin nhắn đến ở bên ngoài màn hình khóa. Nếu điện thoại iPhone chưa được mở khóa hoặc đã được mở khóa thì nó sẽ không hiển thị cái nội dung tin nhắn của chúng ta. Và như vậy là trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn 10 tính năng hay mà nếu như các bạn sử dụng điện thoại iPhone, các bạn có thể biết đến và sử dụng những tính năng này để đảm bảo cho chúng ta có thể sử dụng hiệu quả nhất chiếc điện thoại iPhone, giúp chúng ta có thể phục vụ tốt trong công việc và cũng như là giải trí. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích để cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.